Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện dài cũng của một tác giả trên diễn đàn VOZ, tác giả Tuấn, với tác phẩm Dòng đời nổi trôi. Đây cũng là một tác phẩm chia sẻ về cuộc đời của bản thân tác giả. Rất là nhiều những tình tiết, chi tiết mà khiến chúng ta có thể nhìn thấy mình ở trong đó. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Cúi đầu thủ thế, tay không rời mặt, vào góc, thoát ra, thọc, thêm lực hơn nữa, thân trên linh hoạt, móc ngang, chân di chuyển nhanh hơn nữa. Tiếng thầy võ sư quát dồn dập hướng dẫn khi tôi đang tập thực chiến trên sàn boxing cùng một đàn anh khác. Đến với cái môn thể thao nhồi thể lực này chỉ vòn vẹn có gần 2 năm, nhưng cũng đủ biến tôi từ một thằng học sinh cấp 3 yếu ớt trầm cảm trở nên rắn giỏi và cứng cáp hơn cả về cơ thể lẫn tâm lý. Nói về cuộc sống của tôi đến thời điểm hiện tại, có thể miêu tả bằng những từ như buồn, khổ, bất hạnh, thiệt thòi. Từ bản thân tôi thì thấy hợp với hai chữ vô cảm hơn. Từng có một gia đình hạnh phúc, tròn đầy như bao gia đình khác, với bố mẹ và một thằng em trai kháu khỉnh. Nhưng tất cả đã chấm dứt với tôi bởi một tai nạn giao thông khi tôi vừa đỗ vào trường chuyên cấp 3. Cả gia đình vui mừng đón tin vui và tưởng thưởng cho tôi một chuyến du lịch xa nhà mà trước khi thi tôi đã đòi hỏi nếu đỗ. Cuộc đời đã cướp mất gia đình của tôi, hay là chính bản thân tôi đã làm hại những người thân yêu ruột thịt của mình. Nhiều đêm tỉnh dậy trong cơn ác mộng, nhìn vào vết sẹo dài gớm ghiếc trên ngực, tôi lại tự dằn vặt, tại sao kẻ chết đi không phải là mình, mà lại là bố mẹ và em trai. Khóc rất nhiều, trầm cảm có, ù lì có. Từ một học sinh cấp 2 năng động và hoạt bát, tôi trở thành một học sinh cấp 3 hoàn toàn khác, vô cảm và băng giá với mọi thứ xung quanh. Cuộc đời đã ném vào tôi những nỗi mất mát đau đớn nhất, thì hà cớ gì tôi lại phải cởi mở đón nhận cái cuộc đời ấy. Tôi còn tồn tại và phát triển trong cái cuộc đời này hoàn toàn chỉ là bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với lời hứa mà tôi đã hứa với cha mẹ trước giờ lâm tử, rằng phải cố sống và sống tốt. Tôi sẽ cố sống, còn để sống tốt, tôi chưa thể cảm nhận, vì tôi vô cảm. Hay có khi, cố sống cũng là một dạng thù hình của sống tốt rồi cũng nên. 3 năm cấp 3 trôi qua nhạt nhẽo, chẳng có ấn tượng gì đọng lại trong tôi ở cái tập thể này. Và ngược lại cũng vậy, không bạn bè, không người yêu. Thay vào đó là những dấu ấn mà bạn bè của tôi là được hình thành rõ nét ở cái câu lạc bộ boxing này. Nơi mà có lẽ chỉ vài tháng nữa tôi sẽ phải xa nó nếu tôi đỗ đại học. Lên Hà Nội, nhớ đừng đua nòi, cố gắng làm thêm để trang trải nhé. Rảnh thì về chơi với cô. Cô ruột tôi cất tiếng. Tôi cười khẩy chào cô, rồi quay lưng ra đi mà không có lấy một chút lưu luyến gì cái ngôi nhà này, gia đình của cô tôi. 3 năm sống trong ghẻ lạnh và cô độc, tôi cũng không dám trách móc gì, vì ít nhất cũng đã phải sống nhờ nhà họ trong một thời gian dài. Dù tiền sinh hoạt hàng tháng, thì vẫn trích từ tài khoản trong ngân hàng mà bố mẹ tôi để lại cho tôi, khi nào tới 18 tuổi mới được toàn quyền sử dụng. Cơ mà tôi có cái quyền để không yêu quý cái ngôi nhà ấy. Ngày biết tin đỗ đại học cũng là ngày mà tôi lên sẵn phương án cho một cuộc sống tự do, tự lập, riêng một cá thể hoàn toàn. Con chào bố mẹ. Anh chào em trai nhé. Tạm biệt gia đình thân yêu. Con đi đây. Chờ cho nén nhang cuối cùng tắt hẳn, tôi khoác ba lô, rời nghĩa trang thành phố để bắt xe khách lên Hà Nội.
ngoảnh mặt nhìn qua ô kính nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mà gia đình mình mãi mãi ở lại đến khi xa dần, khuất dần. Con đang bước tiếp hành trình của con đây. Con sẽ cố gắng thực hiện toàn vẹn lời hứa với gia đình mình. Con hứa. Chiếc xe bòn bòn trên đường quốc lộ ngày một xa dần. Bên trong nó là một con người cô độc với những hành trình chông gai của cuộc đời đang chờ đợi trước mắt. Trường Đại học XYZ, ngày nhập học, một ngày đầu tháng 9. Ôi thôi, tiền đã đút tận trong ba lô rồi. Cô chờ em một lát ạ. Một thằng tân sinh viên đứng cạnh tôi, đang loay hoay để lấy tiền lẻ mua bộ tài liệu nội quy và quy chế nhà trường. Tôi nói, đây cô ơi, em gửi hộ bạn luôn. Ồ, thôi đây, tôi tìm thấy rồi. Ờ, vậy cảm ơn ông nhé. Ờ, cùng khoa luôn à? Vậy là có duyên gặp được ngay một thằng cùng khoa trong ngày làm thủ tục nhập học. Hai thằng nhanh chóng bắt chuyện làm quen tại quán căng tin trong trường. Tôi tên Xuân, ông tên gì? Ờ, Tuấn. Dưới tỉnh đúng không? Tìm được chỗ trọ chưa? Chỗ tôi đang ở một mình, phòng khép kín đây. Tôi đáp, tôi vẫn đang tìm. Chỗ ông giá cả thế nào? Ở chỗ nào vậy? Sau cuộc gặp gỡ và làm quen chớp nhoáng, tôi nhanh chóng dọn về ở cùng thằng Xuân luôn. Hai thằng mới gặp, nhưng cảm nhận về nhau có thể nói là tương đối tốt. Thẳng thắn, dứt khoát và không lươn lẹo. Vậy là đủ để chơi và sống chung với nhau rồi. Còn ở với nhau được dài ngắn bao lâu thì còn tùy vào tương lai và bản chất thật của mỗi thằng. Một tháng nhập trường nói chung là chẳng có gì để nói. Ròng rã suốt một tháng 9 trôi qua, chỉ toàn ngồi nghe chém mấy cái đại loại về nội quy, quy chế nhà trường, chính trị, phản động, ra toàn mấy thứ hại não vô tác dụng với bản thân tôi và nhiều đứa tân sinh viên khác. Làm điếu mày, đây. Mẹ. Xuân đáp, đại học đếch gì, chán như con kẹt. Biết thế ở mẹ nhà, vừa kiếm tiền vừa được chơi. Tôi nói, chồng vào cái quán karaoke nhà mày thì chục năm nữa là cùng chứ gì. Quản lý phức tạp, lại cần tay to. Méo biết nhà mày như nào, chứ dưới tao, nhiều quán được 5-6 năm là nghỉ rồi. Ờ, nhà tao cũng làm bình thường, lãi cũng được so với mặt bằng chung, mà dưới tao nó vắng nên vậy. Mày nói đúng đấy, ông bà già tao cũng chả tha thiết lắm đâu. Giờ làm để kiếm cho tao sau này là chính thôi. Tôi nói, sướng, con một. Ra trường xong, nếu thích, thì về dưới kia làm cùng tao. Gì chứ về dưới... Xuân đang nói dở, tôi ngắt lời. Về làm tình hả mày? Méo sao đâu, tao cũng quen rồi. Mà tao còn quê tao nữa, không ở trên này thì tao cũng về dưới đấy. Xuân nói, ừ, còn nhà mày ở đấy nữa nhỉ? Hôm về, đưa tao ra mộ thăm nhà mày. Ừ, thôi, vào điểm danh đi. Thằng Xuân này nhà con một, cũng là dân tỉnh Bắc như tôi. Nhà nó là món karaoke, nên cũng tương đối khá giả. Nói chung là một thằng chơi được. Khó ở như tôi, mà chỉ sau có hơn một tháng sinh hoạt chung, cũng cảm thấy quý nó. Với nó, chắc cũng vậy. Cái cảm tình qua lại, phần lớn có được từ cái tính thẳng thắn, thoáng tính và biết điều với nhau. Nói qua một chút về cái trường tôi đang theo học, đây là một trường thuộc bên kinh tế. Nói chung cũng được xếp vào dạng top đầu của ngành. Lớp tôi có tất cả hơn 50 sinh viên. Đa phần cũng đều là dân tỉnh từ khắp các nơi trên mọi miền đất nước dạt về, nhét chung vào một chỗ, rồi định nghĩa thành một cái lớp. Lên đại học rồi, trưởng thành hơn rồi, có nên chăng là phải cởi mở với cuộc đời hơn? Nếu cấp 3 chỉ học với một mục đích duy nhất là ngồi được vào đây. Giờ ngồi được trên ghế giảng đường rồi, thì mục đích không còn đơn thuần chỉ là học để lấy điểm số nữa. Quan trọng là học để sau này biết việc mà làm, biết nhìn người mà cư xử. Phải tái hòa nhập thôi. Quá khứ đã qua được 3 năm rồi. Cái nơi lưu giấu những hình ảnh đau thương ấy cũng đã tạm thời trôi xa. Không thể cứ sống mãi với nỗi dằn vặt ám thị đó được. Gia đình mình ở trên cao chắc cũng không mong muốn mình sống một cuộc đời như vậy. Một mảnh đất mới, một ngôi trường mới và một tập thể với những cá thể mới trưởng thành hơn. Tôi cũng phải trút bỏ dần cái vỏ bọc vô cảm và trốn tránh cuộc đời bấy lâu nay thôi. Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn, và muốn sống được, sống tốt, thì tôi phải tự thay đổi mình, trở về với con người năng động đầy hoạt bát như trước kia. Trong lòng tôi, một phần cũng muốn như vậy, nhưng chắc là phải cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Lớp tôi có thể coi là khá đồng đều về mặt giới tính. Âm dương xấp xỉ 50-50. Nam hơn được hai thằng, coi như không đáng kể. Mà cái lớp thuộc ngành top này, thì hình như con cái đa phần cũng đều thuộc những gia đình có điều kiện. Có cơ, có thế thì phải. Sinh viên méo gì, toàn tay ga đắt tiền với xài iPhone. Con gái thì súng xính túi sách bóng bẩy. Con trai thì đồng hồ đeo cho hết trọe. Quần áo tóc tai, nói chung là đẹp và sành điệu. Vô mẹ đúng cái tập thể toàn thể loại cơ to thế này. Tôi thấy cũng hay hay. Vì như vô tình, mình không cần làm gì, thì cũng gần như là một trong những nhân tố đặc biệt nhất của lớp, vì méo giàu. Trên phong dưới bỏ, toàn đồ hàng chợ, giày da nhảy từ Đông Anh, casino gờ sốc mua cũ, đã bạc phách, chạy quay thái còi, chiếc xe thân yêu mà ngày xưa mẹ thường chờ tôi đi học thêm. Cơ mà cái lớp này trông thế nhưng học lâu, thì thấy có vẻ cũng không đến nỗi nào, không cảm giác thấy có một sự kỳ thị hay tách biệt nào trong thái độ và hành động thường ngày giữa các thành viên với nhau. Lớp cũng khá chăm chỉ, và bọn cán bộ lớp cũng có cái tâm hòa hợp các cá nhân lại thành một tập thể đoàn kết. Cũng có vài đứa chơi được, làm bạn được. Con gái nhiều đứa xinh, ngon, nhìn cũng thích. Con trai nhiều thằng phong độ, tài lẻ, trông cũng hay. Lớp mới của tôi, nó thú vị, mới mẻ như thế thật. Hay là do một phần nào đó trong con người tôi đang dần có sự biến chuyển, thấy có cảm tình với cái lớp này. Cái môi trường này hơn rồi đấy. Tìm thêm bạn thôi nào. Nhìn gì mà thộn mặt ra vậy cu? Thằng Kiên cùng lớp rồ vào hỏi. Nhìn gì đâu? Nhìn gái. Dãy trên toàn em xinh nhỉ? Kết em nào chưa? Kiên nói. Từ hôm nhận lớp đến giờ hơn tháng, tôi cũng chấm được gần chục em rồi. Tôi đáp. Ăn tạp à? Méo gì mà mút nhiều thế? Còn ít đấy. Lớp cấp 3 tôi còn nhiều hơn. Mà lớp mình nhiều con ở Hà Nội phết. Mà toàn hàng ngon vờ lơ. Tôi đáp, tôi cũng chả để ý lắm, ngồi buồn buồn mắt, thi thoảng ngắm thôi. Cũng không đến lượt mình người, nên chả ham hố mấy. Thích thì cứ hít, mất đeo gì đâu ông. Đâu thích đứa nào trong này? Hai thằng nữa chêm vào, tên là Phong và Hùng. Tôi nói, đứa nào xinh mà giàu nhất ấy. Hùng đáp, lớp toàn con giàu, cơ mà xinh nhất, thì chắc là con Hằng. Phong và Kiên đáp, con bé đấy công nhận xinh thật, Hằng họ cũng nuột nà. Đâu, đứa nào? Tôi hỏi, đấy, con bé sơ mi caro đỏ, tóc hoe vàng mũi dài kia kìa, nhìn ngon đúng không? Mấy thằng phụ họa. Phong nói, cái đứa bên cạnh cũng xinh đấy chứ, con bé mặc áo thun ghi ấy. Kiên bảo, nó tên là Trà, hồi trước ôn cùng lò với tôi cả năm trời. Cơ mà con bé này, nhà nó làm bóng, với cho vay nặng lãi, nên dạng như bọn mình chắc không hợp. Tôi thẫn thờ, thế chắc không đến lận tôi rồi. Kiên nói, đứa nào? Cái Hàng á? Nó chắc là được nhiều thằng tán đấy. Trong lớp đã vài thằng để ý rồi. Bên ngoài nữa thì không biết. Chắc phải cả rổ. Hùng cười cười. Rổ chuối á? Thôi, định mệnh các bố. Biến mẹ đi. Đứng đây nãy giờ ô nhiễm vãi lồng. Biến. Tôi đáp. Xuân nói. Nãy giờ chúng mày bàn cái gì mà thâm thụt thế? Gái. Tôi trả lời. Đâu? Con nào? Xuân hỏi. Tôi nói. Cả lớp. Cụ thể là đứa nào? Mẹ, trả lời nghe ngứa hết cả mông. Đứa nào xinh nhất đấy? Biết đứa đếch nào? Thế mày thấy đứa nào xinh nhất? Xuân ậm mờ. Con bé kia. Con kia. Nhìn nhát qua, thì tao thấy con bé kia là xinh nhất. Cái đứa tóc vàng, áo caro đỏ kia kìa. Nhìn ngon phết. Nhìn như gái Nhật đấy mày. Đó, bàn về nó đó. Đến vừa rồi tao mới biết tên nó là Hằng. Tôi trả lời. Lát về mượn thằng Thảo lớp trưởng, bản danh sách lớp, xem info nó thế nào. Mà nó là gì Hằng? Đệm là Thu Hằng thì phải. Két. Dầm. Thôi, vừa trèo lên xe chuẩn bị biến giới thì bị thằng chó nào nó thông ass cho nằm lăn bò càng cả xe cả người ra giữa sân, làm hàng chục cặp mắt trong bãi gửi xe tò mò quay ra nhìn soi mói. Tay trái tê bốt mất cảm giác rồi, vớ vẩn gãy tay thì bỏ xừ. Mẹ, đi đứng kiểu méo gì thế? Tôi hỏi. Xin lỗi, cho mình xin lỗi. Một giọng con gái nhẹ nhàng thanh thanh vang lên trong ngập ngừng. Tôi quay ngoắt lại và tự chửi đờ mờ trong đầu vì cái đứa đâm tôi chính là con bé Hằng cùng lớp. Con gái gì mà phóng xe bạt mạng thế? Không thấy đằng trước có người sao? Mình xin lỗi, tại mình bị trượt tay nên bạn có sao không? Bị chảy hết rồi. Ra đây để mình lau cho. Thôi, thôi khỏi. Lần sau đi xe cẩn thận một tí, để ý vào.
đâm phải người già hay trẻ con thì mệt đấy. Hằng cúi gằm mặt Lý Nhí, mình xin lỗi. Tay trái chật khớp hoặc gãy rồi, tê buốt đến không cử động nổi. Tôi nặng nhọc dựng chiếc xe lại bằng một tay, trong trạng thái khó chịu vì tiếng con bé Hằng cứ nhéo nhéo rậm rờ bên tai. Bạn để mình giúp, qua đây để mình xem vết thương đã. Thôi không sao. Tôi bực mình phóng xe đi luôn. Cái tay trái mà để lâu không bó thuốc ngay, sau này thành tật thì đánh đấm gì được nữa. Hằng ý ới gọi theo sau lưng, bạn gì ơi, đợi mình đã. Tôi mất gần một củ cho vụ băng bó oan này. May mà chỉ bị gãy một phần nhỏ xương ở cổ tay. Mất thêm một tháng rưỡi nữa phế tay. Vẫn thấy may, vì đây là tay trái, nên các sinh hoạt thường niên như viết, ăn, bắt sóc bỏ lọ vẫn có thể thực hiện. Xuân hỏi, vừa rút tiền ở tài khoản à? Chứ không thì lấy ở đâu. Bảo mày quản lý cho tốt thôi. Một đống tiền trong tay đấy, cứ tiêu bừa bãi, hết lúc nào không hay đâu. Tôi đáp, mẹ mày. Thôi, mày khuyên tao nghe, tao cũng biết giữ gìn mà. Tao khóa tạm thời tài khoản chính rồi, chỉ để lại vài chục trong tài khoản phụ phòng vì gấp thôi, như việc này chẳng hạn. Sao lúc ấy không để cái hàng nó đưa đi? Xuân hỏi. Lúc ấy tao đang bực, với cả lo cho cái tay, nên vội đi luôn. Thôi cũng được, để sáng mai đi học cho nàng nhìn nàng xót. Tôi cau mày, thích thú méo gì, tao ghét mấy con đứa nẹo như vậy. May mà tay chân hôm nay cũng không bị nặng. Chắc nó cũng vô tình thôi. Mai mà nó ra gặp mày xin lỗi thì nhớ kiếm một chầu cho anh em mừng sái nhé. Chắc mai bắt nó để bữa bia, không biết nó có chịu không. Mà thôi, kệ, giờ đớp đã, đói rồi. Hí hửng mở cờ trong bụng với cái viễn cảnh sắp được con bé xinh xắn nhất lớp, có khi còn nhất khoa nữa, đền bù hậu quả. Ngày hôm sau tôi vác quả tay hầm hố lù lù đi vào lớp, cố gắng đi thật chậm và rệnh rạng để con bé Hằng nó nhìn thấy mà xót. Cơ mà, đúng thật đời méo như là mơ, khi chả thấy bóng dáng nàng đâu cả, thay vào đó là tiếng xì xầm bàn tán tò mò của một tụi cả trai lẫn gái mà tôi chưa kịp thân. Phong và kia nói, tại chân làm sao thế kia? Sao? Gãy à? Gãy đâu? Bỏ bột chơi chơi cho đỡ ngứa. Hung hỏi, bị làm sao thế? Ngã xe hay đánh nhau? Ngã xe vì ngắm gái, sau bị thằng bồn nó táng, ok? Địch mệnh ông, hỏi thì trả lời chứ tử tế. Xuân trả lời, nó đi ngu nên bị xòe thôi. Thôi, thầy vào rồi kìa. Học cái môn triết văn tiệt này đúng là khó ưa kinh khủng. Chả hiểu các bố đi làm ai cũng kêu sau này cần, mà hiện tại học thì thấy chán mớ đời, cứ như nhồi đá vào sọ. Ngẫm vào VOZ đọc truyện còn bổ ích hơn. 15 phút trôi qua trong tra tấn lỗ tai và nhục hình lỗ mũi. Mợ thằng Ôn Xuân hôm qua tắm xong không bôi phèn, mùi hôi nách nồng nặc lan tỏa khiến mấy thằng Phong, Kiên và tôi chết chặt vì ngồi gần nó. Mẹ kiếp là hôi, đang định sút cho nó một phát thì... Thưa thầy, cho em vào lớp ạ. Là cái Hằng đang hớt hải chạy vào lớp. Móa nó, con bé này sao nhìn nó cứ hài hài thế nhở? Xinh đẹp thật đấy, nhưng mà cái dáng cun cút lon ton thế kia thì không ra dáng tiểu thư cho lắm. Lẽ ra phải... Thích nó rồi hả? Xuân huých nhẹ vai tôi. Môn triết học này hay vãi. Mẹ cái thằng này. Để lát trở ra chơi xem nó có xuống đây với mày không. À mà liệu nó có biết mày không? Chắc không. Mà thôi, giờ tao lại thấy ngại gặp nó. Xong chuyện chỉ béo chúng mày thôi. Biết thế là tốt. Tí nữa ra chơi anh nhường bàn cho hai chị tâm hự nhá. Và kết thúc cả buổi hôm ấy lẫn ra chơi, cũng chẳng thấy con bé Hằng nó quay xuống đói hoài gì tới thằng đang cuồng dâm sinh hoang tưởng là tôi. Mờ một bữa bia hoành tráng mà cuối cùng đến một lời xin lỗi cũng méo nhận được. Thôi thì đây cũng éo cần nhá. Xuân nhìn tôi, đợt cơ mà mày bị nó bơ thật à, số nhỏ vãi lù nhé. Tại mày bị hôi nách đấy, tôi đáp khi hai thằng thả bước ra bãi gửi xe. Bị phế nên tôi phải đi cùng xe thằng Ôn hôi nách này. Bạn gì ơi, bạn ơi, vẫn cái giọng nữ thanh thanh nhẹ nhàng ấy cất lên. Tôi, hả? Là con bé Hằng đang đứng vẫy vẫy nhún nhảy gọi tôi. Gọi mình hả bạn? Hằng trả lời, không, ui, bạn, ui, mình xin lỗi bạn rất rất nhiều ạ. Giờ tay bạn bị thế này, mình không biết phải làm sao nữa. Tôi cười, đãi bạn mình bữa bia là được, ok. Thế thôi á, vậy thì đi. Chờ mình đã. Alo, alo.
Tôi gọi một lèo bọn Phong, Hùng, Kiên đi theo, định chon con bé này một vố. Mãi dè nó vẫn tỉnh bơ, mặt không đổi sắc. Tôi quên mất một điều, vì nó là con nhà giàu mà. 1, 2, 3, vô. 2, 3, nốc. Tại một quán nhậu gần đó, một cái bàn to với năm thằng choai choai quay một con bé xinh xắn ngồi giữa. Hàng uống tốt phết đấy nhở, Phong nói. Bia mà, rượu mình mới sợ, bia này ngọt uống ngon, Hàng trả lời. Xuân cười cười, không ngờ làng không biết mình và thằng Tuấn học cùng lớp đấy. Hằng đang cắn dở miếng nem. Ừ, không biết mà, nên lúc sáng tớ mới phải tìm xe Tuấn ở bãi xe, mà tìm mãi không thấy nên mới vào muộn. May lúc về chạy ra sớm mới đón lõng được Tuấn. Tôi đáp, nhìn thích chí nhỉ, đâm người ta phế xong đi ăn mừng, vụ này lời to rồi. Bọn tao thấy béo đám Tuấn ạ. Mấy thằng bạn đã xoáy đều tôi. Mình biết lỗi rồi mà, Hằng đáp. Tuấn còn đòi bồi thường gì nữa không? Mặt hấn hở chắc đang nghĩ tôi sẽ vì sĩ gái mà bỏ qua. Tôi đáp, qua đón mình đi học, đến khi nào tháo bộ thì thôi. Xuân, Phong, Hùng và Kiên nhìn nhau. Hằng, rồi, ok, ghi địa chỉ cho mình đi. Tôi đáp, đùa thôi, làm gì mà hồ hởi thế, có Xuân đưa mình đi được rồi. Nếu Tuấn cần thì để mình qua đi cũng được, không hẳn lái náy đâu, mà là trách nhiệm thôi. Bạn đã có ý tốt thì nhận lời đi mày. Xuân nhìn tôi, Hằng cứ qua đi cùng bọn mình đi học cho vui. Học được hơn tháng rồi mà bọn mình cũng chỉ mới thân được có từng này đứa thôi. Đây, địa chỉ bọn mình đây. Tiếng sấm bất chợt vang lên, chắc là sấm cuối mùa rồi. Đúng là cái cuộc đời mình, lâu lắm rồi mới được một bữa vui vẻ như vậy, mà cuối cùng là phải kết thúc sớm trong vội vã để cả bọn về nhà tránh mưa. Tối hôm đó, tìm gì đấy? Xin đi làm gia sư à? Xuân hỏi. Tao mới đăng ký từ tuần trước, vừa nhận thông báo đi dạy xong, tối mai nhận học sinh, bọn này làm ăn nhanh phết. Sao mày làm gì tao cũng đếch biết vậy? Lần sau có gì thì chia sẻ nhé. Cái này trước sau gì mày cũng biết nên tao mới không nói, mà cũng chả quan trọng gì. Thôi ngủ đi mày, game nghiếc gì nữa, muộn rồi. Cứ để máy đấy, tao vào Võ Lâm một chút, mai cái hàng đến nó gọi, nên không sợ ngủ quên. Đấy, cứ đi như thế này, có phải vui hơn không? Hằng nói. Ngồi sau Hằng sợ bỏ bua ra, tôi trả lời. Không ngã đâu mà sợ, mà nếu ngã thì Hằng đền tiếp. Ê, làm gì mà đi chậm thế? Xuân gọi. Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, con bé Hằng lọ mọ đến đón bọn tôi đi học cùng. Mà thiệt ngồi sau xe nó, tôi mấy lần tí xón ra, vì nó lái khá ngu, mấy lần suýt đâm nếu không có tôi nhắc nhở. Thằng ngồi sau Xuân hôi nách cho nó lành, vớ vẩn gãy thêm cái tay phải nữa thì tối nay khốn nạn. Cơ mà cũng có cái thú khi được ngồi sau một con bé xinh xắn, tóc búi tó, dù đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn lộ ra khoảng gáy cao trắng trẻo, giọng nói trong veo, hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể và mùi nước hoa phảng phất cũng đủ giúp tôi tỉnh táo hơn sau cơn ngái ngủ vì thiếu giấc. Nghĩ kỹ lại thì vẫn sướng hơn ngồi sau cái thằng hôi nách kia. Có sự hưởng thụ nào mà không phải trải qua mạo hiểm và thử thách đâu cơ chứ. Vào bãi gửi xe, tôi và thằng Xuân mới cảm nhận thấy rõ hơn độ hot của con bé này. Đi đến đâu, cả trai lẫn gái nhìn đến đấy. Phần vì ngưỡng mộ, thèm thuồng. Phần vì chắc so bì, gato. Phong nhìn thấy tôi. Hê nhô, hôm nay đi cùng cái hàng thật đấy à? Đấy, tôi để ý hôm nào nó gửi xe là cái thằng ôn kia cũng chờ sẵn để bắt chuyện rồi đi cùng. Thằng đấy là thằng Đạt, học cùng khoa với mình đấy. Nó học lớp... sư học cùng trường Việt Đức với cái hàng thì phải. Thằng Thảo lớp trưởng chêm vào. Ông cái méo gì cũng tường, nha. Tôi trả lời. Thảo gật gù. Thì xưa tôi học Trần Phú gần trường nhau, nên gặp bọn này ngoài quán suốt mà. Thằng này đá bóng hay phết. Hồi giải cấp ba thành phố nhìn nó đá trâu bò vãi. Thì nhìn tướng nó đô con thế kia mà. Chắc phải hơn 1m8 ấy nhở. Kiên vừa nói vừa liếc nhìn theo. Xuân vừa gửi xe xong. Đứng bốc phé gì đây mê bố, lên lớp thôi. Cuối cùng thì cũng nuốt trôi trong buổi học sáng ngày hôm nay. Triết văn tiệt và kinh dị chính trị. Không hổ danh là hai môn học đỉnh cao cho cách học vẹt và thi phao của sinh viên. Sự nhàm chán vừa được chấm dứt, đang hồ hởi chuẩn bị ra về thì thằng Tào nhanh như sóc chạy lên bục cướp đường để hô hào mấy thằng đực lớp tôi ở lại bàn kế hoạch tổ chức 20 tháng 10 sắp tới cho lũ con gái. Mẹ, đang đói thì chớ, mà nghe mấy thằng này bày ra bàn toàn mấy thứ cũ mềm linh tinh xến sủa.
tôi bèn ngứa răng chêm vào. Chia 28 thằng ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách chúc một vài đứa, xong quay clip ghi lại, cuối cùng ghép vào một video. Hôm 20 tháng 10 học kinh tế vĩ mô thì mượn máy chiếu của cô, rồi xin ít phút mà làm. À, nhớ chúc cả cô nữa. Ờ, cũng được đấy nhở. Xong qua show hot là một chầu karaoke nữa là vừa xinh. Vài thằng tán thành phụ họa. Thảo nói, vậy kế hoạch tạm thời là như vậy. Về phần hoa hoét thì hiện nay mình đang liên hệ để đặt rồi. Khi nào tính toán xong tương đối thì sẽ tiến hành thu chi các bạn nam sau. Việc này là việc nội bộ của con trai lớp mình, nên các bạn không bàn gì thêm với hai bạn cán sự nữa nhé. Tức là bí thư và lớp phó là nữ. Ok. Có thằng lớp trưởng mà mẫn cán và nhiệt tình như thằng Thảo kể cũng hay. Nhờ nó đứng ra hô hào kêu gọi tổ chức các hoạt động mới kéo được tinh thần tập thể của lớp đi lên. Cũng nhờ sau vụ này mà tôi đã quen thêm được một số thằng bạn mới. Đang phiêu diêu gật gù với những giai điệu yêu thích bên trước tai nghe thì có cuộc gọi đến là số thằng Hùng. Ê, đang làm gì đây? Tối nay cả bọn cà phê nhá. Cái Hằng vừa rủ được mấy con bé trong lớp đi cùng. Ờ, để tôi bảo thằng Xuân. Tối nay thì tôi bận rồi. Sao? Bận biểu đếch gì giờ? Đi cho vui, tiện thể quen thêm bạn luôn. Tối tôi bận rồi, để khi khác cũng được, thế nhá. Dù dây ông khó bờ lờ. Thế thôi nhá. Nằm nghe nhạc thêm một lúc nữa thì tít tít lại có tin nhắn đến. Lần này là của Hằng. Tuấn đang ở đâu đấy? Tuấn nay rảnh không? Đang trên giường. Hùng vừa gọi cho mình rồi. Tối nay mình bận nên không cà phê được đâu. Xuân thì chắc là nó đi được. Khiếp, Tuấn hắn tin, cứ như để người khác không hỏi thêm được gì nữa ấy. Vậy thôi, để lần khác vậy. Bye bye Tuấn, bye bye Hằng. Và thằng Hùng cái Hằng vừa rủ tôi đi cà phê đấy. Mày đi được thì báo lại bọn nó. Tao thì bận đi gia sư rồi. Tôi nói vọng vào khi thấy thằng Xuân đóng xịp đi ra từ nhà tắm. Lần này chắc là nó đã bôi phèn đầy đủ nên không khí vẫn có thể lưu thông một cách bình thường. Mưa gió thế này cà phê cà pháo méo gì mà thôi. Cố đi để ngắm gái cũng được. Mà này, học sinh của mày là gái hay trai vậy? Gái, lớp 12. Xinh không? Chắc cũng phải ngang mày. Điền. 6 giờ 45 tối. Mưa với gió. Tôi chửi thầm trong suốt quãng đường chạy xe đến nhà học sinh. Phải lái bằng một tay trong cái đống áo mưa vướng víu lùng nhùng. Đã vậy cánh tay trái còn thỉnh thoảng lên cơn ngứa như điên. Cứ tưởng vậy đã là khó chịu lắm rồi. Thì bỗng vút, vèo, ào ào. Một con nhóc chạy chiếc Liberty trắng phóng vèo qua vũng nước gần đó ngay trước mặt tôi. Cảm giác ướt át xen lẫn bực tức lan tỏa đến mức làm tôi muốn bật ra khỏi miệng một câu chửi thật to. Mẹ, lại là bọn con gái. 7 giờ tối. Đứng bấm chuông cửa mà tôi hơi choáng trước sự bề thế của căn nhà mặt đường này. Hay nói đúng hơn là cả dãy phố này hầu như nhà nào cũng đều bề thế như nhau cả. Dạy dỗ những đứa con cái nhà giàu bao giờ cũng là một việc đơn giản. Dù về tiền công thì tôi có thể yên tâm phần nào là sẽ không lo bị bùng. Ngôi nhà này đẹp thật. Quan sát thêm một chút thì tầng 1 bên trong ngôi nhà chừa ra một khoảng đủ để chứa một chiếc Audi Q7 và hai chiếc xe máy khác. Một chiếc LX vàng và một chiếc Ly trắng. Cái lèo gì thế này? Tôi sững sờ khi đập vào mắt là chiếc biển XYZ lù lù bên trong nhà. Chính là chiếc biển xe của con nhóc ác ôn lúc nãy bỏ bom nước tôi ngoài đường. Nhìn về nước bánh xe còn đọng lại từ ngoài cửa vào đến trong nhà thì đích thị là nó rồi. Chẳng lẽ đây chính là con bé học trò sắp tới của mình hay sao đây? Cháu gia sư đấy phải không? Một người phụ nữ 40 ra mở cổng cho tôi. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự sung túc và vượng khí hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Chắc hẳn là hồi trẻ cũng được xếp vào hàng hot girl thời bao cấp. Cháu chào cô, cháu tên là Tuấn, là gia sư được trung tâm chỉ định cho gia đình mình ạ. Ờ, cô biết rồi, cô tên là Hà, con gái cô là My, là học sinh của cháu đấy. Giờ lên gác để cô giới thiệu hai anh em với nhau luôn. Mẹ My dẫn tôi lên phòng con bé, một căn phòng khá rộng, với tường màu xanh cốm và la liệt các tượng, tranh, ảnh, cũng như thú bông. Một con bé mặc áo thun 2 giây đang nằm quay lưng về phía cửa, chính là con bé chạy xe bát nháo lúc nãy đây rồi. My, dậy đi, gia sư mới của con đây này. Ờ, con bé này hay nhỉ, đang nằm ngủ hay làm gì mà im thi thiết thế kia, dậy, dậy đi My. Gì đó mẹ, con đang nghe nhạc mà. Ờ, ai kia hả mẹ? Cái My quay ra nhìn tôi ngáo ngơ, một con bé khá xinh và dễ thương với mớ tóc bông xoăn như một chiếc súp lơ chụp lên đầu. Con bò điên lúc nãy đây rồi, một con bò xinh đẹp. Tôi có thể khẳng định là không thua kém gì so với em hàng lớp tôi.
anh giáo sư mới của con đấy, quên là hôm nay phải học à? Ồ, con nhớ chứ, nhưng sao đến sớm thế? Giáo sư mới, nghĩa là trước mình đã từng có ít nhất một người. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng chuyện này thì cũng bình thường thôi, vì đâu phải thầy trò nào cũng hợp nhau được đâu. Hey, chào anh Giai, giáo sư gì mà cun có mẹ ơi, thế này chỉ yêu thôi chứ dạy sao được em. Tôi, hả? Ơ, cô Hà nói, nào, cái con này hay nhỉ? Tuấn, cháu đừng nghe, nó chỉ trêu thôi. Con này, mày đừng bắn nhắn nữa, mày tìm bao gia sư nữa cho mày mới đủ đây. Khi nào con thấy thích là được, như cái anh này này, đẹp dai cứu te, tay lại què, quá hay luôn. Thôi mẹ cứ xuống đi, để bọn con học. Thế thôi, giờ cô cũng có hẹn phải đi ra ngoài, Tuấn cố gắng kèm em môn toán thật tốt nhé. Cái mi thì nó thông minh, nhưng lười, nên học hành vẫn lơ mơ lắm. Thế cháu nhé. Giờ thì căn phòng rộng này chỉ còn lại tôi và My. Em theo khối V phải không My? Anh không tìm hiểu thông tin học sinh trước khi dạy à? My nói. Má, nó nói bằng một cái giọng rất sẵn, khác hẳn cái giọng là lướt đong dai vừa rồi. Con bé này quả không đơn giản như mẹ nó nói. Cái chuyện đếm gia sư kia chắc cũng từ nguyên nhân con bé quái thai này mà ra. Có. Nhưng bên trung tâm chỉ cung cấp cho anh về môn em cần phụ đạo thôi. Còn lực học và khối thi thì không có. Mà cái này thì anh nghĩ mình phải trao đổi và tìm hiểu trực tiếp thì mới rõ ràng được. Anh muốn tìm hiểu tôi như thế nào? Xưng tôi mới láo. Chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng. Còn hay mất. Làm gì mà nhìn tôi chòng chọc như thế? Anh đang nghĩ tôi còn hay mất cái gì vậy? Tôi đáp. Còn hay mất gốc kiến thức phải không? Thôi đừng có cợt nhả nữa. Nói cho em rõ. Đây là chuyện về tiền và trách nhiệm. Chứ nếu không phải thì em xong với anh lâu rồi. Ghê gớm vậy à? Vậy bỏ qua chuyện tiền nong, trách nhiệm sang một bên thì anh định làm gì tôi? Giờ trong cái nhà này chỉ còn anh và em, với một người xinh đẹp như em, theo em nghĩ thì anh sẽ làm cái gì? Anh cũng cứng đấy. Được rồi, tôi đang nghĩ giống anh đấy. Anh có gan làm chứ? Tôi lạnh lùng đứng dậy, bước chậm chậm về phía My. Con bé hơi biến sắc một chút, nhưng khuôn mặt ngay lập tức trở lại vẻ bình tĩnh. Một con bé mới sắp sang tuổi 18 mà như thế này thì quả thực là rất khác biệt. Còn cách tầm 1 mét cuối thì tôi đưa tay phải về phía My. Pặc, khực. Cái My nhanh chóng đưa tay trái lên gạt tay tôi ra. Tay phải theo đà thành một cú đấm vòng chếch chéo xương quai hàm tôi. Ra chiều bất ngờ, liên hoàn và gọn gàng. 100% biết võ rồi. Trong một tích tắc, phản xạ luyện tập trong tôi thức dậy. Chân trụ đứng vững, thân trên và đầu khẽ rút nhẹ về phía sau. Vừa đủ để cú đấm của My rơi vào khoảng hẫng. Liền mạch theo động tác lùi người tránh đòn. Tôi giơ tiếp tay phải định là một cú quét ngang phản đòn trong quyền anh. Nhưng kịp định thần lại ngay lập tức vì đây là cái My, là học trò của tôi, và chỉ là một con bé xinh đẹp. Trong chớp mắt tôi chuyển thế đấm thành thế chụp chào, chụp ngay lấy cánh tay phải của My, rồi thuận theo đà hững trước đó xoay vòng My lại, rồi áp mạnh người con bé vô bức tường chống sau lưng. A a! Cả hai cùng kêu lên thất thanh. Với My, hình như là tiếng kêu hoảng hốt khi bị tôi phản đòn bất ngờ và bị ép mạnh vào tường bằng một tư thế nhạy cảm. Còn với tôi, thì đen hơn nhiều. Sau một chuỗi động tác liên hoàn vừa rồi, tôi đã sơ ý để tay trái bó bột bị động trong lúc ép chặt vào phần eo thon của My. Một cảm giác đau nhói, âm ỉ phát xuất từ bên trong khiến tim tôi giật thót, loạng choạng lùi lại và ngã bệt xuống đất. Từ cổ tay truyền lên cánh tay một cảm giác dâm gian và ê ẩm. Hy vọng là nó sẽ không sao. Bốp. Một cú tát như trời giáng của My dành cho tôi khi tôi còn đang phân tâm với thương thế ở tay. Lực tát khá mạnh và sốc khiến răng tôi bập vào môi chảy máu và mắt thì nổ đom đóm sao trời. Này, điên à? Con bé này sao ác ôn vậy? Hôm nay tao cho mày chết, thằng đê tiện. My gào lên trong trạng thái khuôn mặt đã đỏ hồng và hơi thở đầy gấp gáp. Nó tiếp tục nhảy bổ vào tôi, kèm theo những tia nhìn giận dữ. Mẹ, cái con này bị động kinh à? Mình là gia sư chứ có phải bác sĩ tâm thần béo đâu. Tôi cay đắng nghĩ thầm. Chật vật trườn ra sau rồi nén đau đứng dậy, tôi mới tránh được cú đá tiếp theo của My. Con bé lần này đã rút kinh nghiệm khi thu chân lại rất nhanh, rồi lại tiếp tục lao về phía tôi. Chắc hẳn là nó đã nhận ra điểm yếu từ cánh tay bó bột của tôi nên mới chơi đòn trực diện như thế. Đã vậy thì đành chơi đến cùng với nó vậy. Tôi thủ thế, vờ sơ hở để My tấn công vào phía bên trái tôi. Con bé vừa ra đòn thì tôi bất ngờ cúi gập người xuống quét mạnh chân trụ của nó. Cái My mất thăng bằng ngã sóng xoài, nằm sấp trên sàn nhà. Ngay lập tức, tôi lao đến khóa chặt phần thắt lưng, chế ngự hoàn toàn tay và chân của My. Khi ấy đang nằm dãy giụa dưới sàn nhà. Bị khống chế hoàn toàn những phần có thể ra lực trên cơ thể. Sau một hồi dãy giụa, cố gắng
thoát ra, thì cái mi dường như đã mệt lử, chỉ còn cái miệng cong cớn là vẫn còn chút sức lực. Bỏ tao ra, thằng chó, đồ mất dạy. Chửi đã chưa? Chửi tiếp đi. Mày. Cũng biết khóc cả, láo lếu thật, dám đánh trời cả thầy của mình, học sinh kiểu gì đấy? Mệt chưa? Giờ anh cũng mỏi tay rồi, tay còn đau nữa. Thế này nhá, giờ để anh nói rõ một lần nữa cho em hiểu rồi hứa là không được giở trò gì nữa thì anh sẽ thả em ra, được không? Được không? Được. Tốt. Lúc nãy là anh định nhéo tay em thôi. Thầy nhéo trò hư là chuyện bình thường. Em nghĩ cái gì mà lại nhảy cô cô lên như vậy? Nghĩ anh định ăn hiếp em à? Ai, chưa đến lượt em, nhá. Rồi, giờ anh thả em ra rồi ngồi nói chuyện tử tế. Nếu thấy được thì học anh, không được thì để anh báo lại trung tâm cho họ đổi người, được không? Được. Rồi. Có thấy đau ở đâu? Á, tôi vừa nhổm dậy thì mi lập tức cuộn lại xoay người, đạp giả một cái thật mạnh vào đúng cánh tay trái bó bột. Đồ, em. Thôi được rồi, coi như hòa nhé. Tôi đang nghĩ xem, có nên trả luôn cái thù này không đây? Mi nói. Tôi ngồi dưới đất ôm cánh tay, nhăn mặt vì đau. Ai xa, anh đã nói thật hành động khi nãy của anh rồi đấy. Hiểu hay không thì tùy. Còn vẫn muốn chiến tiếp. Thì anh đéo hiểu là chiến vì lý do gì luôn. Nhưng anh không chắc là sẽ nhảy tay như vừa rồi đâu. Ban nãy còn coi em là học sinh của mình nên anh mới như vậy. Còn bây giờ? Mi hỏi. Vẫn là học sinh của anh. Trừ khi em giở trò lần nữa. Vậy vào học thôi. Chuyện này coi như tạm qua. Nhưng tôi sẽ không có anh là thầy của tôi. Đây chỉ là tôi trả tiền cho anh dạy. Là làm công đấy. Tùy em. Nhưng giờ phải gọi là anh xưng em khi nói chuyện với anh. Tôi không gọi. Vậy thì thôi. Anh cũng không thiếu thốn đến mức chỉ dạy cho mình em. Giờ anh sẽ gọi cho mẹ em xin đổi người cho em. Này, vậy gọi vậy cũng được. Dù sao thì cũng ít tuổi hơn anh. Rồi, vậy bắt đầu lại nhé. Em thi khối V phải không? Ừ. Vâng, dạ đầy đủ chứ. Lễ phép ở đâu vậy? Anh rắc rối ít thôi. Tôi, em chỉ nói như vậy thôi. Gọi anh xưng em là được rồi. Thôi được rồi. Toán đến thời điểm này, em đã học đến đâu rồi? Đang học đạo hàm, đồ thị, hàm số và vài cái linh tinh khác. Qua một hồi hỏi han và test sơ qua, thì tôi đánh giá Mi không bị mất gốc, học đến đâu chắc đến đó. Dù không quá khá, nhưng nếu để thi từ 6 đến 7 điểm theo sức học hiện tại, thì hoàn toàn có thể. Và một điều đặc biệt nữa là, con bé này thi khối A, chứ không phải là khối B như tôi đoán mò. Mấy cái đầu tượng ấy theo Mi nói thì dùng để trang trí và tạo cảm giác cho có người đang ở trong phòng. Em học toán cũng khá mà. Chắc cần thêm gia sư để thi trường top phải không? Em chỉ muốn thi trường tầm tầm thôi, nhưng bố mẹ thì cứ bắt phải thi vào trường giống của anh. Kể cả không đỗ thì cũng có hồ sơ thi để chạy vào. À, vậy em có thích không? Được vào học trường của anh ấy. Không phải thứ mình thích làm ra thì thích sao nổi anh. Ông bà già em chỉ muốn háo danh với mọi người thôi. Đấy, như anh thấy đấy, đi suốt. Có hôm em đi chơi cả đêm mới mò về mà cũng có ai để ý đâu. Nhà cửa lúc nào cũng vắng hoe. May có cô giúp việc nên mới giữ được chút hơi người. Nay anh đến chỉ gặp mẹ em. À ừ, chồng ốm nên cô ấy xin nghỉ vài hôm. Ờ, mà vừa rồi anh có làm em đau ở đâu không? Thấy khóc ghê lắm mà. Không, không làm sao cả. Em chỉ hơi ê tay thôi. Lúc đó khóc là vì sợ. Cứ nghĩ anh giở trò khốn nạn thật. Ừ, giờ nghĩ lại thấy tiếc. Đùa thôi, làm gì mà ghê thế. Anh này, thế cái tay kia của anh ấy, liệu có sao không? Anh cũng không rõ. Chiều mai phải đi khám lại xem thế nào. Hy vọng là không sao. Mì tay chụm chụm vào nhau như là cún lại chủ. Ui ui, xin lỗi ông anh nha. Lúc đó em tức đến điên lên ấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn ức nè. Mà anh học võ gì hay vậy? Em cũng học taekwondo 3 năm rồi mà còn bị vậy. Boxing. Đánh đấm loạn xì ngầu. Chứ không nhảy nhót đẹp mắt như võ em đâu. Ờ, anh nói thật chứ có nói xoáy gì em đâu. Anh nghĩ là do anh hay tập thực chiến trên sàn nên mới áp đảo được em thôi. Mà em đánh cũng khá lắm. Vẫn thua mà. Anh này, anh tập ở đâu vậy? Em cũng muốn học. Anh tập ở dưới quê mà. Trên này thì chưa. Môn này nữ tập thì hơi nhọc. Nhưng tập một chút để tự vệ cũng tốt. Chứ suốt ngày đâm đầu vào học thì cũng không ổn. Được rồi. Để anh hỏi thầy cũ xem có quen thầy nào trên này dạy tốt không. Đằng nào thì anh cũng đang định tháo bột xong sẽ đi tập lại. Mà có thật em muốn tập không đấy? Thật mà. Mà anh nhớ học cùng em luôn nhé. Có gì giúp em luôn nhé. Rồi. Thôi. Hôm nay đến đây thôi. Ngày kia anh sẽ soạn đề cương sơ bộ cho em môn tập dần. Giờ anh về đây.
ở lại buôn ve một lát nữa hay về, ở nhà một mình chán lắm. 9:30 hơi muộn rồi, sáng mai còn phải học sớm. Thôi, anh về đây. Xuống nóng giúp anh cái cửa. Vâng. Ơ, ngoan, anh nhớ hỏi vụ võ ngay đi nhá. Rồi, anh về đây. Bye bye em. Bye bye anh. Bye bye quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của Dòng Đời Nổi Trôi của tác giả Tuấn trên forum VOZ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.